Hello, hello, chào tất cả anh em nhé. Thì mình là LTL đây, đẹp trai MC03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh Ngô Thế Ngọc của mình nha. Cái kênh này của mình cũng đã đạt được 1.600.000 sắp rồi anh em ạ. Nhưng mà khả năng là rất lâu mình chưa ra video dài không anh em ơi. Chắc khoảng độ 3 tháng rồi anh em ạ. Đấy, kênh này hồi xưa mình hay làm OBS TV với cả quay vlog, để quay kiểu những chuyến đi du lịch của mình em ạ. Thế thì lâu lắm rồi mình không lên Omea với cả không đi du lịch cái gì cả nên mình chưa quay được. Hôm nay mình quyết định là quay back trở lại kênh này nhanh nha em ơi. Thế nha, nào mà thấy video này của mình hay thì nha, nhớ đừng quên là bỏ ra cho mình một nút like nhanh em ơi, để giúp LTL có động lực ra nhiều video hơn nữa ở trên kênh này nha. Nói chung là mình vẫn thừa ra kênh này nha bạn. Đấy, mình còn hai kênh nữa, chính là kênh Free Fire và kênh Vlog nhanh em ơi. Cái kênh này cũng có thể làm được video dài nhưng mà mình sợ anh em không ủng hộ thôi. Ok, thì hôm nay mình quyết định là trở lại với một con game cực kỳ mới anh em ơi. Mới với anh em ở trên kênh này thôi. Cái gì? Chứ thực sự là cái game này nó cũng ra lâu anh em ạ. Và chính là game Liên Quân Mobile nha anh em ơi. Ok, hôm nay mình sẽ quyết định là comeback anh em ơi. Thì nói chung anh em chắc anh em chưa biết là mình chơi Liên Quân đúng không anh em ơi. Anh em nghĩ là chắc là tưởng mình mỗi chơi Free Fire với cả Zolok đúng không? Nhưng mà không nhá. Thì mình đã comeback lại Liên Quân nha anh em ơi. Đấy, hôm nay mình quyết định là chơi Liên Quân nhá. Ok, nói chung là ác Liên Quân của mình thì nó vẫn chưa mắc ever nhá. Ăn mắc rồi chứ. M30 nha, và mình hay là Lacrosse, chơi Lacrosse với ngộ không nhá. Đây là những con tướng của mình nha anh em ơi. Nhưng hôm nay mình cứ để quay trở lại và mình sẽ chơi cho anh em một con tướng mới nha. Con đúng, tướng mới đó chính là con gì nhỉ? Brain nào anh em? Bờ gì mình chả nhớ tên nữa. Nói chung con tướng này là một con tướng mới nha. Khá là mạnh anh em ơi, khá là lỗi game luôn đầu nhá. Ok ạ. Rồi để mình kiểm tra lại. Ô, sao không thấy nhỉ? À đây đây, con Brain này anh em ơi. Brain mình không biết là đọc có đúng hay không anh em ạ, nhưng mà mình đã có trang phục của nó nha, mình đã mua. Nói chung là mình đã mua con tướng rồi nha anh em, mình đã cài lên được cái thông trọng B rồi nhá. Thì nói chung là nói cho anh em chưa biết thì mình đã chơi Liên Quân từ rất lâu rồi nha anh em ơi. Nói chung là từ 2017 cơ nha. Ok, tí vào mình sẽ kể chuyện cho anh em nhá. Nói chung là không nên kinh như thuyên nữa, thì hôm nay mình sẽ vào mình comeback lại cho anh em xem nhá. Đó, thì nói chung anh em muốn mình làm Liên Quân thì anh em có thể comment nhá. Hiện tại mức danh của mình đang là mức danh kim cương anh em ạ. Nói chung là kim cương mấy ở đây ta? Kim cương 3 anh em ơi. Ok, mình sẽ nhận vài cái nhiệm vụ nha anh em ơi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ vào đấu đội luôn nha anh em, đấu hạng luôn nha anh em ơi. Ok, thì không biết là đêm này có ghép được chặn hay không nhá, nhưng quân mình nghĩ chắc là khá nhiều người chơi anh em ơi. Rất là nhiều anh em chơi Liên Quân nhá. Ok, mình sẽ vào luôn nhá, và mình sẽ kể cho anh em cái chiến tích chơi Liên Quân hồi xưa của mình anh em ơi. Mình nghĩ là chắc anh em không tin đâu. Mình nghĩ anh em bảo mình cũng ghét nhưng mà không phải nhá. Ok, để mình chọn tướng nhá. Ok, mình sẽ quyết định là chơi con gian này đi rừng nhá anh em ơi. Nói chung con tướng này khá là mạnh nha bạn. Không biết là có được chọn hay không. Mong là được chọn, mong là các bạn không cấm nhá. Các bạn mà cấm thì chắc là mình quay lại anh em ạ. Ok. Ok thì đợi xem như nào anh em ơi. Ok, mình sẽ quyết định là cấm ngộ công nha anh em ơi. À không, cấm Black đi nhỉ. Ơi, cấm Elitor đi. Ok, mình sẽ quyết định là chọn con Brain này nha. Nói chung mình mới chơi lại thì mình chơi hơi ngu tí nhưng tôi cảm nhận mà nói chung là nếu anh em muốn thì mình sẽ comeback lại nha anh em ơi. Ok, nói chung là hồi xưa là mình chơi con để mình muốn chọn anh ạ. Muốn chọn nha anh em, không cấm toang anh ạ. Nhưng mà cấm con này là hỏng biết đấy. Ui, mong là các bạn đừng cấm. Vừa bình tĩnh anh em ơi. Đang rất là hồi hộp anh ạ, đây những giây phút cực kỳ hồi hộp. Rồi, đừng. Ôi may quá anh em ơi, giúp chọn đi. Hay quá, ôi trời ơi, mình cũng đang được cầm con tướng này rồi anh em ơi. Dù trận này thắng hay thua thì mình vẫn là quay cho anh em nha, bởi vì mình comeback nặng rồi anh em ơi. Mình cũng chơi được khoảng vài hôm anh em ạ, nên mình nghĩ là mình sẽ có thể là đánh hại đây anh em ơi. Yên tâm nhá. Thì hồi xưa là mình chơi Liên Quân là mình chơi từ hồi lớp 8, lớp 9 rồi anh em ạ. Đó, từ đấy là mình đã leo lên danh cao thủ hồi lớp 9 anh em ơi. Mình kề với anh em luôn, mình là nói điều, mình là con chó rồi anh em ạ. Em tin chưa? Đấy, hồi đấy mình trùm luôn ở trường anh em ạ. Ui trời ơi, đánh cực kỳ hay luôn. Nhưng mà mình ngu anh em, mình hơi lừa mạng anh em ạ. Mình kiểu như bán hàng ấy, hồi đấy mình kiểu như chán Liên Quân mình bán, thế là bị nó lừa luôn mất cả Facebook anh em ơi. Nên thôi mình mới nghỉ Liên Quân rồi mình chơi Free Fire anh ạ. Anh nghỉ chơi Free Fire thôi, mình mới quay Free Fire ở trên TikTok cho anh em xem đấy. Nhưng mà hồi chơi Liên Quân của mình cực kỳ đỉnh cao anh em ạ. Đây cho anh em xem một cái ảnh hồi mình chơi 2017 nhá. Đây mình chỉ còn sót lại mỗi cái ảnh này thôi anh em ạ. Đấy, con ảnh này trong con máy Xiaomi của mình anh em ơi. 2017 cơ anh em ạ. Đây, nói chung là mình cũng chơi từ khá lâu rồi nha anh em. 2017 mình lớp mấy nhỉ? Lớp 8, lớp 9 rồi anh em ạ. Lớp 8, lớp 9, mình chơi từ năm lớp 8, lớp 9 rồi anh em ơi. Hồi đấy mình có con iPhone 5S anh em. Ủa đấy, Liên Quân cực mượt luôn. Hồi đấy mình còn học chơi Liên Quân anh em ơi. Mày nói cho cẩn thận. Ảo thật đấy anh em ạ, anh em đừng có học theo mình nhá. Chơi game là nói chung khá là có hại anh em ạ. Em không nên được nghỉ học chơi game nhá. Rất là nhiều anh em giới trẻ bây giờ hay thế nhá. Anh em phải đi học đầy đủ anh em ạ. Đó, thời gian rảnh anh em mới chơi game như mình anh em ơi. Ok, nói chung là đã vào được trận rồi nha anh em ơi. Mình chỉ tâm sự qua như thế thôi, còn kỹ năng hay không thì anh em xem mình đánh anh em biết. Nói chung là mình vừa đánh mình vừa bình luận như này khả năng là ôi giời ơi, đôi lúc là mình hơi đơ thì anh em thông cảm. Ok, tập trung đánh mà anh em ơi, comeback nó phải chất chứ, tìm trận đấu ấy nhỉ. Ok, team mình thì có KC này, Malok và Natalia Van Heen anh em. Nói chung là mình chỉ biết chơi mấy con tướng hồi đầu anh em ơi, kiểu như Lacrosse với cả ngộ không, mấy con tướng ấy
Lúc mình mới chơi thì mình hay chơi nhé bạn ấy. Hồi đấy chỉ có mấy con đấy, mấy con tướng mới bây giờ mình biết rồi nhá. Biết mấy con tướng ấy chơi như nào luôn bởi vì không chơi bao giờ mà anh em. Hồi xưa nói chung là con tướng nào mình cũng chơi rồi anh em. Mấy con tướng hồi đầu ấy. Cái hồi đấy mình còn chơi từ cái hồi anh em biết là cái hồi con thêm không? Thưởng hạng mùa 2, thưởng hạng mùa đầu tiên là mình đã có anh em ơi. Chúng nó đẳng cấp này, mùa 3 như SNK nào mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà mình nghĩ là như vậy, mình nhớ là như vậy anh em ơi. Đấy, chỉ có anh em là chơi từ thời đầu mới có nhưng mà con ạc này mình mất tiêu rồi anh em ơi. Đấy, ok, giờ mình sẽ quyết định là cậu chiêu hạ nhá. Ok, con tướng này nói chung là như là mới ra là hơi lỗi nào anh em. Đánh nó mạnh quá trưởng anh em ơi. Ok, mình hay chấp check map đó là anh em ơi. À, anh em có hai chiếc map của mình hơn 70 tuổi mà mình vẫn check map kiểu thời xưa anh em ạ. Bây giờ mấy anh em chơi thời mới kinh nhắc. Mình chịu anh em ơi. Chết rồi, tay mình ra mồ hôi rồi, quang rồi, biết đánh rồi không đây. Ok. Cứ bình tĩnh anh em ơi. Mấy rừng các bạn là con gì nhỉ, từ để mình check qua đó. À Diệp Phi này, Diệp Phi thì không sợ nhá. Mày sinh bố mày đấy à. Không sợ. À, một em bạn Inumia mình khá sợ anh em ơi. Mình khống chế khá là khó chịu nhá. Ok, mình sẽ qua con bùa đánh luôn. Ui, Malok đánh quá hay anh em ạ. Ui trời, Malok, ui Nata thì cướp bùa này. Trời ơi, em mình chơi quả dâm tặc rồi anh em ơi. Ui kia nguy hiểm, Nata cướp bùa thì quá nhanh rồi anh em ạ. À, thế rồi, Lumia phát hiện rồi. Không biết là Nata có lên bảng điểm số không đây. Thế rồi, không cướp được rồi, khả năng đi rồi anh em ạ. Nghĩ khả năng cao là bên bạn sẽ tiếp cận. Ôi, hay. Ui, mình khinh thường nhầm rồi anh em ạ. Mình khinh thường nhầm Nata rồi. Ui thằng Van Hien ăn con quái của mình rồi, không được nên nhờ bố nói từ để mình ra mình ăn lại nhở, không cần nên ăn, mình không nên nhập vào 4 anh em ơi. Thôi em nó vẫn ăn kìa. Đi nhỉ, chưa phải kịp chừng chị kìa. Ok, không sao anh ạ. Sao? Ok, mình sẽ đánh lính là mình sẽ lên level 4 nhá. À, ok. À, đây. À, con mồi đây rồi, con mồi đây rồi. Mồi đây rồi, đâu rồi. Oh, yeah. Thôi, chỉ cố dĩa thế thôi anh em ơi. Không dám bằng vào trụ thôi anh em ơi. Thế mình cứ ra đẩy lính nhanh ạ. Đó, mình sẽ đánh theo cái chiến thuật của mình nha anh em, yên tâm. Bình tĩnh nha. Đồng đội của mình đang đánh. Anh em nhớ anh Nguyên Quân anh em phải check map nha. Anh Nguyên Quân cái quan trọng nhất vẫn là check map anh ạ. Mình có chiêu quấy tí mình có thể mình bay ra cũng anh em ơi. 14 giây nữa anh em ạ. Nhưng từ để mình canh ta ra anh em. Nhìn thấy mình rồi, từ. Nhìn thấy mình chưa anh em? Tà thần xuất hiện rồi anh em ơi. À đây. Anh qua lại, đứng lại. Bỏ đi bạn ơi. Rồi thì chết rồi. Thôi chết rồi. Đánh đi bạn ơi. Trừng trị. Trời ơi, quá hay. Chụp. Mày này một thằng. Hai thằng. Mày thiếu một nam gì anh em ơi. Anh ấy quả mình trừng trị quả ta thân chuẩn không? Trời ơi, vào đấy chỉ được đợi một giây nữa là mình hồi chiêu là khả năng là mình cân đôi anh em ạ. Bốc phét ít thôi. Thiếu một giây nữa. Ok, không sao anh em ơi. Nói chung là mới có 2 phút thôi. Mình vẫn đang Malok vẫn đang đứng đầu anh ạ. Bên kia đang đánh nhau rất là căng anh em ơi. Đầu game anh em nhớ là nên ăn những con rồng ấy à, con tà thần anh ạ. Ăn rồng nó quan trọng hơn anh em ơi. Tà thần thì mình nghĩ chắc là cuối game. Ui cái chiêu 1 của con này nó khá là buồn cười anh em ơi. Chiêu quấy của nó nếu mà anh em đứng mà nó mắc tường là sẽ không đánh được anh em ơi. Đánh nhau rồi. Mình sẽ ganh con Numia anh em ơi. À không vào trụ à? Mày không vào trụ thì xin vĩnh biệt cụ rồi. Giờ nhá, mình check map khá là chuẩn anh em ạ. À, Jeffy đang đánh nhau với Malok này. Ui cân đôi à, từ từ mình không có chiêu quấy rồi. Mình có chiêu quấy khả năng là bọn này toang mình luôn. Ơi Malok ơi. Toang rồi. Bình tĩnh, mình sẽ đứng đây mình canh nhanh nha mày. Đa không biết nó hồi chiêu quấy cho anh em mày, mong là nó chưa hồi chiêu quấy anh em ạ. À, đánh luôn, mày chạy. Ok nhá, là mình căn chiêu khá là chuẩn anh em ạ. Solo. Tụi tao có chiêu quấy rồi, mày xác định rồi. Anh ấy là con tướng này nói chung là nó cực kỳ ao game thôi nhưng mà mình vừa đánh mình à con này mày solo. Tao không ngắn mày đâu. Đi cái đấy. Không. Tao đi nhẹ nhá. Nói chung là cái hơi to. Chết cũng là rất là chuẩn thôi nhá. Ok 4-2 anh em ơi, nói chung mình cũng khá là xanh mà anh nhá. Mình vừa bắn vừa bình luận như này, à vừa chơi liên quân vừa bình luận anh em. Ok từ từ xem đã. Có hai thằng là mình công qua luôn anh em. À, từ mình check map nha anh em, mình check map nha. À chỗ này có con bách rồi anh em ơi. Từ bình tĩnh nào các anh ơi, các anh bình tĩnh nào. Nào đây, em tới đây rồi, đánh nhau đi đúng rồi. Con bách đi. Tập hợp. Ui anh đâm nhầm vào tượng rồi, tính mạnh. Hay thế nhỉ, đâm bố vào tượng anh em ạ. Thôi ăn luôn con rồng nha anh em, ăn luôn con rồng.
Nghĩ là chắc là team mình sẽ ăn được rồng anh em ạ. Ơ sao đánh nhau to vậy trời. Ra giúp team anh em ơi. Nghĩ là chắc là team mình sẽ xử lý được thôi anh em ạ. Đó anh em mình biết là. Từ nào chắc không nghĩa này. Ok chừng trị luôn anh em ạ. À, chưa hồi chiêu cuối anh em ơi, chưa hồi chiêu cuối không là mình sẽ ra mình giết Tara anh em ơi. Thế anh đợi chiêu thì mình cho nó hồi chiêu cuối nhá. Tara mày không về là mày xác định với tao. Mày chạy đi đâu? Mày không về là mày chết. Giờ để mình check bụi nhá. À đây đây đây. Thằng danh quan này. Đứng lại, chạy đi đâu? Mày hồi máu đi. Thằng này hồi máu nhanh thế. À nó vẫn dám solo mình nhỉ anh em ơi. À, nó vẫn dám solo mình, hơi liều nhá, hơi liều nhá. Xin mời bạn. À đi quả lại. Thì nó xác định rồi anh em ạ. Mà lúc nhảy quả đấy thì hơi cay đấy. Nhảy quả hơi cay đấy anh ạ. Ok không sao nhưng mà vẫn là đồng đội cùng ăn thôi. Ở mid đánh nhau khá căng này anh em ơi. Nên quân mình bình luận hơi nhiều anh em ạ. Lăng mình sẽ bình luận lại ít một xíu nhá. Cái combat cho nó phê anh em ơi. Ok nói chung là team mình đánh khá hay anh em ạ. Ok cứ chết rồi kìa. Đi phí cái ulti này nhỉ. Đi farm anh em ơi. Đây mình đang đánh danh kim cương nha anh em ơi. Cương nha. Cũng khá là căng ấy. À bạn Malok đang bị lùa anh em. Ok mình sẽ bay ra qua bạn Malok luôn nha anh em ơi. Ừ để mình sẽ tổ lái nha anh em nhìn mình. À lên 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 nâng đi, lên nâng đi. Lên nâng đi. Ui sao không biết lên nâng nhỉ. À, mày dám đánh Malok nào. À, mày dám đánh Malok nào. Thằng Tara nữa, mày hồi máu đi, mày có hồi kịp không? Mày có hồi kịp không? Hồi bằng mắt. Trời ơi, trời ơi. Mẹ con nùm mìa kìa anh em ơi, có chịu thực sự anh em ạ. Anh em thấy con tướng của mình mạnh không? Con này cứ ulti là bay tới đồng đội thôi anh em ạ. Nhưng mà pha đây đồng đội của mình mà hiểu ý thì sẽ ngồi lên lưng mình anh em ơi. Nhưng mà đồng đội của mình hơi rất tiếc là không hiểu ý anh em. Ok, ăn được con tà thần anh em ơi. Rồi, à, con nùm mìa này. Mày không chạy là mày chết. Mày không chạy nhanh là mày chết. Ơ à, nhưng mà chạy. Ui, chết rồi. Ui, mày ngu người. Ok không sao anh ạ. Căng quá. Rồi đồng đội của mình trận này đánh cũng khá là hay anh em ạ. Mình chết mất 3 mẹ mày nhớ ơi. Cái tội nói nhiều. Nếu mà để nói mình bình luận lại thì chắc là mình đánh ngu ghê đấy nhỉ. Nhưng mà chẳng là mình bình luận luôn thì nó hơi khó rồi nhỉ, hơi căng tí. Ok không sao. Ta ta định ăn bùa xanh của mình anh em ơi. Ui dùng cả ulti à. Chắc là mình mất bùa xanh rồi nhỉ. Đúng đó. Anh Hên lại định ăn cả bùa đỏ của mình nữa kìa. Chính là anh ơi, anh đừng ăn bùa đỏ với em, để cho em bùa đỏ đi. Hay quá, cảm ơn nha. Ơi, Malok bị bắt nạt kìa. Malok bị bắt nạt kìa anh em. À, thảo dám bắt nạt Malok. À, con bé này đúng không? Ui dồi ôi, không kịp. Con mày, lúc mày chạy à? Ui dồi ôi, nó vẫn sống nhỉ? Mày chết Malok rồi anh em. Ơi, không chết kìa. À, nó còn một máu kìa anh em, nó còn một máu kìa. Đây rồi. Ulti. Cờ đét này. Wow, hóa lộ anh em, hóa lộ rồi. Ok, mình sẽ farm lính nha. Rồi bình tĩnh nha, mình sẽ đợi comeback là mình sẽ bay vào nhanh em ơi. Quái thì hồi máu anh em ạ. Thôi mình không nói nhiều nữa anh em ơi. Chắc bây giờ mình chỉ đánh thôi nha, mình chỉ đánh thôi nha anh em ơi. Không cản anh em ơi. Đấy mình nói nhiều quá mình đau hết của họ. Không chết được, bây giờ chết rồi. Địch bay ulti ra anh em ạ. Nhưng mà chắc là team mình xử lý hết rồi anh em ơi. Chuyện đánh ai á. Ui ấy cứ ra là chết kìa anh em. Nung bia nó dám ulti này anh em. Em bay vào trụ giết luôn bây giờ ấy. Rồi đây. Chạy. Tao không giết được mày à.
ngu quá nhỉ. Ông ta còn bách đi vào lòng đất vậy nhỉ. Rồi cho mình đánh khá hay thôi nha mày. Không win luôn kìa. Ta đây là hơi liều anh em ạ, ta đây là hơi liều. Ta lúc kiểu gì cũng quật. Chạy đi đâu, trời ơi, mà lúc đánh quá hay lên nha mày. Thắng rồi, quả là team mình thắng chặt anh em ạ. Mình chết nhiều nhất team thôi nha, mình chết nhiều nhất team thôi nha mày. Ok, mình sẽ dùng đi đi lên cho nó nhanh luôn nha anh em ơi. Đi lên trợ giúp đồng đội. Ui ơi, team mình ba con siêu cấp như này đi. Không mà team bạn đỡ làm sao đây anh em ơi. Đâu, 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 ui ơi. Từ cho em một mạng nào. Rồi. Ok, không thắng luôn nha anh em, không thắng luôn. Từ để mình kiếm một mạng nữa. À, thằng ta ra này. Đúng rồi, đánh nó. Mạnh, 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 mạnh. Lại, đứng lại nào, đứng lại. Thôi nhạc, thôi quay về đây ăn kill ngon hơn. Ui, anh nhảy luôn ra ngoài này. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy, chạy. Ui, em bị cay hết kìa. Chạy đi đâu, ok, cuối cùng mình ăn được một mẹ anh ạ. Ok, win rồi anh em, win. Ok, thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc của anh em ơi. Một ta con bách nhìn quần cũng đi vào lóng lợn anh em ạ. Cảm ơn tất cả đã theo dõi đây nhá.